Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhà ga, sân bay, bến xe tại Đà Nẵng bắt đầu hoạt động lại sau hơn một tháng tạm ngừng. Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày học đầu tiên của năm học mới. Liên hoan quân nhạc quốc tế Tháp Spasskaya tại Nga được tổ chức trực tuyến. Xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tâm, Hà Nội. Thưa quý vị, vào 6 giờ chiều nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào, vẫn là 1.049 bệnh nhân. Trong ngày cũng có 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam lên 853. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho biết đã điều trị thành công ca bệnh COVID-19 thứ hai nguy kịch. Thưa quý vị, trưa nay ngày 7 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký công văn khẩn số 3432 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh, phải xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Trong đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18 giờ ngày hôm nay, 7 tháng 9. Các hoạt động sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo được phép tổ chức bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng cơ bản đã khống chế được dịch bệnh. Do vậy, kể từ ngày hôm nay, nhà ga, sân bay, bến xe tại Đà Nẵng bắt đầu hoạt động lại sau hơn một tháng tạm ngừng. Tính đến hôm nay, tâm dịch đã trải qua hơn 10 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Sân bay, nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng tấp nập hành khách ngay ngày đầu tiên được chấm dứt phong tỏa. Gia đình ông Lê Đình Tuấn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh không giấu được niềm vui khi đã được trở về nhà. Rất là vui mừng khi có kế hoạch chạy tàu về địa phương. Thì kẹt ở đây là cũng cả tháng rồi. Về lại với gia đình ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành đường sắt đã tổ chức chạy hai đôi tàu khách thống nhất SE1, SE2 và SE7, SE8 giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tác nghiệp tại ga Đà Nẵng. Tại bến xe Đà Nẵng, các tuyến vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc vận chuyển không quá 50% sức chứa. Và bắt đầu từ chiều hôm qua là cho anh em phun thuốc khử khuẩn tất cả các văn phòng làm việc, các nhà ga bốn vé và nơi đón khách, cũng như là triển khai về cái việc mà thực hiện đúng theo như cái quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nếu tình hình ổn định thì trong những ngày tới, tần suất các chuyến bay, chuyến tàu và xe sẽ được khôi phục hoàn toàn, góp phần tạo ổn định về kinh tế và an sinh xã hội cho Đà Nẵng. Thưa quý vị, sáng nay, 23 triệu học sinh mầm non và phổ thông trên cả nước bắt đầu ngày đi học đầu tiên của năm học 2020-2021. Năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,74 triệu học sinh, tăng thêm hơn 54.000 em. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều ảnh hưởng nên học sinh khi vào học được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo việc dạy và học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Năm học 2020-2021, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng thêm gần 1.400 phòng học mới, thực hiện song song hai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ lần đầu được triển khai ở lớp 1. Trường chúng tôi sĩ số một lớp, chỉ tối đa là 30 em. Cho nên vấn đề chúng tôi thực hiện các vấn đề về giảng dạy, về đưa cái nội dung chương trình phổ thông mới, rồi các vấn đề về cái phương pháp giảng dạy mới thì phải nói rằng nó thuận lợi hơn nhiều. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ở năm học này là chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục trong mỗi nhà trường, chuẩn bị các phương án khác nhau để trong mọi tình huống xảy ra không ngừng việc dạy học. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ bà Tề Minh Chay bị nhiễm khuẩn khiến nhiều người ngộ độc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị hai bệnh nhân là chị em ruột ở Long An do nhiễm độc tố Clostridium botulinum. Cả hai nhập viện với các triệu chứng khó nuốt, không há miệng được. Bệnh diễn tiến nặng nhanh khiến các bệnh nhân liệt cơ toàn thân, liệt cơ hô hấp, phải thở máy. Sau thời gian điều trị tích cực, người em đang tập cai máy thở, cử động được tay chân nhưng còn yếu. Người chị do còn nguy kịch tiếp tục lệ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Chúng tôi hiện nay đều đang cố gắng tiến hành cho phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu kết hợp với dinh dưỡng để tránh bị ngừa lét, tránh bị nhiễm trùng bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa ghi nhận ca nhập viện do nhiễm độc tố từ sản phẩm pate Minh Chay.
Tuy nhiên, hiện thành phố chỉ mới thu hồi được 301 trên 1.559 sản phẩm pate minh chay được bán ra trong tháng 7 và tháng 8. Bây giờ là gần như chúng ta đang đi truy tìm và không được giữ những sản phẩm này ở trong nhà. Nó có thể có những cái trường hợp rủi ro xảy ra lẫn lộn với những cái sản phẩm khác. Rồi thì người không biết ăn phải. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân ra soát lịch sử mua hàng, thông báo cho cơ quan chức năng y tế nếu còn sản phẩm và tự theo dõi sức khỏe nếu đã có sử dụng các sản phẩm trên. Trong khi đó, hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết một trong hai bệnh nhân nghi ngộ độc pate minh chay đã có dấu hiệu trở nặng và hôn mê sâu. Sáng nay, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một ca đầu tiên dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản B. Đáng nói huyện này cũng đang có số ca mắc bạch hầu nhiều nhất tỉnh. Bệnh nhân là cháu trai 7 tuổi dân tộc ED ở xã Giang Cang. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. Sau khi được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì cho kết quả dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản B. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân không tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Trong vòng 3 tuần trước khi mắc bệnh, cháu bé không đi đâu xa, xung quanh gia đình không có trường hợp nào mắc bệnh. Tại nhà bệnh nhân, cán bộ y tế đã ghi nhận sự hiện diện của muỗi Culex là loài muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản B. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng bệnh. Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ở người lớn và trẻ em do virus viêm não Nhật Bản gây ra. Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã ghi nhận 4 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B tại các huyện EAK, Ea Hleu, Madrak và Krông Bông. Cho đến 8 giờ sáng nay, ngọn lửa bùng phát từ vụ nổ tàu chở dầu sáng cùng ngày tại vùng biển Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi đã được khống chế. Tuy nhiên, sự cố đã khiến một thuyền viên của tàu tử vong. Theo thông tin từ cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, vào lúc 6 giờ 30 phút, trong lúc neo đậu tại pha số 0 vùng biển Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi để chờ lấy dầu, tàu chở dầu Trung Thảo 36BLC do ông Trương Văn Kiên trú ở tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh. Ngay sau đó, cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy Dung Quốc điều tàu cứu hộ ứng cứu. Ngoài việc chữa cháy còn cứu vớt được 11 trên 12 thuyền viên, riêng thuyền viên Nguyễn Thanh Lý 25 tuổi ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bị mất tích. Cho đến chiều nay, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân gần khu vực tàu bị nạn. Vụ nổ khiến tàu chở dầu hư hỏng nặng. Thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. 29 bị cáo đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Trưa nay, một cặp vợ chồng đang trên đường từ quê An Giang lên Bình Dương thăm con thì bị tai nạn giao thông. Người chồng bị xe ben cán chết, người vợ bị thương nặng. Tai nạn xảy ra tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 11 giờ, ông Kiến Thái Sơn, 47 tuổi, điều khiển xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Hiền, 45 tuổi, cùng quê An Giang, chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng cầu lớn đi quốc lộ 22. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Xuân Thế Sơn 18 thì va chạm với một xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm hai vợ chồng và chiếc xe máy ngã ra đường, người chồng bị xe ben cán chết tại chỗ, người vợ bị cán nát chân phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Hóc Môn đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc. Đêm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Một chiếc container tông vào 4 nhà dân làm 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ, một xe container lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe đã bất ngờ mất lái, tông thẳng vào một chiếc xe bán tải đang đậu bên đường. Lực va chạm mạnh khiến xe bán tải bị đẩy đi, tông gãy trụ điện, lao thẳng vào một cửa hàng bán sơn, khiến cả xe và một phần cửa hàng bị bốc cháy. Trong khi đó, sau khi tông vào xe bán tải, xe container tiếp tục lao lên phía trước, tông thẳng vào một xe máy, rồi liên tiếp tông vào 3 căn nhà, một trụ điện và 2 cây xanh lớn. Vụ tai nạn khiến tài xế container và một người dân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Cũng tại tỉnh Bình Phước, sáng nay hai chiếc xe máy đã va chạm nhau trên quốc lộ 14, tai nạn làm 5 người bị thương. Vào khoảng 6 giờ 30 phút, bà Văn Thị Minh, 55 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy chở ba cháu nhỏ trên đường đến trường trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn thuộc ấp 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, bà Minh rẽ trái qua đường để vào trường.
Cùng lúc này, xe máy do Vũ Tiến Đạt, 15 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, điều khiển chạy cùng chiều phía sau đi tới. Do Đạt không kịp tránh nên đã tông thẳng vào xe máy của bà Minh. Cú tông mạnh khiến cả 5 người ngồi trên 2 xe máy bị ngã văng xuống đường bị thương, trong đó bà Minh và Đạt bị thương nặng. Hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao gần 300 thanh thiếu niên cùng phương tiện tham gia đua xe trái phép cho Công an huyện Krông Park để xử lý theo quy định. Sau nhiều ngày theo dõi, chiều tối qua, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Park đã tổ chức vây giáp từ nhiều hướng tuyến bờ đập hồ thủy lợi Krông Búc Hạ thuộc xã Krông Búc, huyện Krông Park. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ đang tụ tập đua xe, reo hò cổ vũ. Số thanh thiếu niên này chủ yếu đang là học sinh cấp 2 và cấp 3 của các trường ở huyện Krông Park, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Anna. Hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Bích, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mức án 18 năm tù giam vì hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Theo cáo trạng, vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, tại điểm cảnh giới Tà Pen thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bích nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua khám xét, phát hiện Bích mang theo gần 3.000 viên ma túy giấu trong một con thú nhồi bông. Sau khi bị bắt, ngày 7 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đưa Bích đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh siêu âm, kết quả chẩn đoán có dấu hiệu thai sớm trong tử cung. Tại tòa, Bích khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ lai lịch. Khi nhận số ma túy được chuẩn bị sẵn trong gói bông, Bích biết rõ bên trong có ma túy. Tối qua, tại vùng đồng bào dân tộc xã Đưng Cư Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ cháy nhà làm một người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tại nhà ông Rơ Ông Hà Tham ở thôn Lán Chanh. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 12 người, trong đó có 11 người kịp chạy thoát ra ngoài. Một người con của ông Tham là Cơ Đơn Hà Đan, 18 tuổi, do đang ngủ say, không kịp thoát ra nên đã bị chết cháy. Ngoài ra, có 2 người trong gia đình bị thương. Do căn nhà được làm bằng gỗ và trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa đã lan nhanh và bùng cháy dữ dội. Chỉ trong vòng 15 phút, căn nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.